Theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, tổng diện tích đất quy hoạch công viên cây xanh toàn thành phố trong các đồ án quy hoạch là hơn 11.400 ha, tương ứng với chỉ tiêu 7m² một người. Nhưng thực tế hiện nay, tổng diện tích công viên hiện hữu chỉ khoảng 500 ha, chỉ tương ứng với tỷ lệ 0,5m² cây xanh trên người. Diện tích dành cho mảng xanh thì phải được quy hoạch theo đúng cái quy định về mặt xây dựng hay là quy định một cái đô thị. Nếu chúng ta đã có sẵn những cái quy hoạch như vậy và có những cái quỹ đất trống để dành cho cái phát triển về mảng xanh thì điều đó rất là dễ dàng thực hiện. Trên địa bàn các quận ngoại thành thì diện tích đất công viên công cộng rất ít, mặc dù đã có quỹ đất quy hoạch cho công viên cây xanh rất lớn. Điển hình như các quận chính, Thủ Đức chưa có một công viên công cộng nào đáng kể. Một cái áp lực cho khu vực này đó chính là cái lượng dân cư nó sẽ tập trung đông và nó sẽ tạo ra những cái áp lực rất lớn đối với cái chất lượng cuộc sống. Vậy thì là để cải thiện được cái vấn đề đó thì mảng xanh là một trong những cái yếu tố mà giúp cho cuộc sống người dân nó trở nên dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Khi mà mình cải tạo những cái bãi rác như thế hay là những khu đất trống để trở thành những cái công viên hay là trồng cây xanh đó, thì nó sẽ tăng được cái diện tích thấm cho thành phố và nó tăng được cái, nó bù được cái mực nước ngầm cho thành phố. Thời gian qua, các cấp chính quyền và người dân quận 9 đã chung sức đồng lòng xóa bỏ những điểm đen gây ô nhiễm môi trường, tạo mỹ quan đô thị, làm sạch đẹp địa bàn khu dân cư, vừa hưởng ứng cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, vừa góp phần hướng tới xây dựng thành phố Thủ Đức văn minh, hiện đại. Đã thực hiện được 4 đến 5 công trình mảng xanh ở trên địa bàn phường. Và những công trình đó thì cũng đã đem lại những cái chiều hướng tốt đến người dân để thực hiện góp phần cho địa phương, tuyên truyền tốt đến người dân thực hiện chỉ thị 19 của thành ủy. Một vài công trình thì cũng đang không được tốt lắm. Trong thời gian tiếp theo thì đoàn phường sẽ cố gắng hết sức cải tạo thêm các công trình và duy trì những công trình đó tốt hơn. Nhiều công trình vườn hoa, công viên, điểm vui chơi công cộng đã vươn mình từ những điểm ô nhiễm này. Để mang đến một không gian mới cho người dân thì các bạn đoàn viên thanh niên không chỉ vận động mà còn bắt tay vào cải tạo, trồng cây để người dân nâng cao nhận thức cho những không gian xanh cần thiết cho cộng đồng. Cái việc trồng cây xanh này thì không những là quận 9 đang làm và sắp tới đối với thành phố Thủ Đức hoặc là đối với thành phố Hồ Chí Minh thì cái việc này cũng vẫn duy trì thường xuyên và liên tục để tạo cái mảng xanh, tạo không khí trong lành cho người dân. Hiện bây giờ cái phần quy hoạch nó cũng còn đang coi như hoàn thiện thì cũng mong là trong thời gian tới thì có những cái quy hoạch cụ thể hoàn thiện hơn thì cái phần trồng cây xanh này nó được nhiều hơn thì cái không gian sống chúng ta sẽ trong lành hơn, tốt hơn. Trong khi đó, tại quận Thủ Đức, cây xanh và mảng xanh cũng được quan tâm với nhiều hạng mục. Dù sắp nhập thành thành phố Thủ Đức, thì với việc cải tạo mảng xanh và dành nhiều quỹ đất công để trồng cây xanh vẫn được chú trọng. Thì tôi mong rằng là nhất là công viên mình được các cấp lãnh đạo quan tâm là tu bổ và thêm cây xanh để cho không khí nó trong lành hơn. Và những cái cây mà nó có cái giá trị sử dụng lâu dài để cho cái không gian này nó xanh thành nơi mát mẻ, tạo không gian sống, biến thành Thủ Đức thành cái nơi mà đáng sống. Tuy là có cái việc sáp nhập giữa các quận với nhau thành thành phố Thủ Đức, nó cũng có một số cái ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện các cái công trình không gian xanh. Nhưng mà tuy nhiên thì quận đoàn Thủ Đức cũng sẽ có cái tham mưu và tiếp tục tham mưu để thực hiện các cái không gian xanh như thế này để phục vụ cho người dân cũng như là xây dựng được một thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn. Những công trình xanh dù nhỏ nhưng sẽ góp phần cho việc đẩy nhanh tốc độ phủ xanh và xây dựng các công viên theo quy hoạch, tạo không gian sống xanh khi thành phố Thủ Đức trở thành điểm nhấn nổi bật của cả nước.